Vào 0 giờ ngày 28 tháng 3, theo giờ Hàn Quốc, Jisoo tiếp tục tung hình ảnh mới cho album cá nhân đầu tay Mi sẽ phát hành vào ngày 31 tháng 3 sắp tới. Lần này thì checklist cùng đội ngũ sản xuất đã được hé lộ, fan không khỏi phấn khích và tò mò trước sản phẩm solo của chị cả Blackpink. Ngoài sự hào hức dành cho thể loại nhạc, concept sẽ được Jisoo thể hiện, dân tình vẫn tranh cãi vấn đề muôn thuở mỗi lần Blackpink hay các thành viên ra nhạc. Mang đến nhiều tạo hình nhưng sắc đỏ vẫn là màu chủ đạo được Chisu sử dụng cho các hình ảnh quảng bá album Me. Do đó, fan tin chắc concept sẽ xoay quanh màu sắc rực rỡ cùng nhan sắc kiều diễm của Chisu. Ngôi ca khúc chủ đề Flower đã công bố trước đó, album của Chisu còn bao gồm một ca khúc B-side là Onion On Me được dự đoán sẽ là một bản ballad buồn. Với sự bổ sung này, single album của chị cả Blackpink cũng ngang bằng số lượng hai track như Rose và Lisa. Đội ngũ sản xuất cho Chisu bao gồm những cái tên quen thuộc như Teddy hay là Archie. Sự thiếu vắng cái tên Chisu ở phần credit khiến không ít fan cảm thấy hút hẫng. Chỉ cả Blackpink vốn có khả năng sáng tác, tham gia viết lời cho nhiều ca khúc của nhóm như Love Seeker, Yeah Yeah Yeah. Do đó, fan kỳ vọng cô sẽ tự mình tham gia vào khâu sản xuất album solo. Đây không phải vấn đề quá lớn nhưng đã kịp tạo ra tranh cãi trên mạng xã hội. Các anti-fan tiếp tục mang lý lẽ Blackpink phụ thuộc Teddy, rời xa Teddy là bão tố. Chỉ ra Jisoo đặt tên album Mi chứ hàm ý cá nhân khẳng định bản thân, nhưng lại để ekip sáng tác hoàn toàn. Ở các sản phẩm solo trước của ba cô em cũng nhận chỉ trích tương tự. Single album của Rose vẫn do Teddy và đội ngũ The Black Label sản xuất, nhưng bản thân cô nàng tự viết lời nên được châm trước. Jennie chỉ solo một bài hát nên chưa bị soi xét quá nhiều về vấn đề tự sáng tác. Đỉnh điểm tranh cãi là khi Lisa đặt tên album là La Lisa nhưng không tham gia sản xuất khiến không ít netizen buông lời tiêu cực, cho rằng các cô gái chỉ ăn sẵn dựa dẫm vào Teddy. Hiện tại, Chisu là thành viên tiếp theo bị lời ra tiếng vào. Thế nhưng thì dây chuyền sản xuất tại YG là dây chuyền khép kín, The Black Label là hãng thu liên kết và đảm nhận phần âm nhạc cho hầu hết nghệ sĩ YG, không tránh khỏi ý kiến so sánh các bài hát của Blackpink và các sản phẩm solo có màu sắc tương đồng nhau. Nhưng việc chỉ trích nghệ sĩ không tham gia khâu sản xuất là không thuyết phục. Các Linh đưa ra nhiều lý lẽ cứng rắn bảo vệ idol, không thiếu nghệ sĩ solo được ekip chuẩn bị mọi thứ. Jisoo chắc chắn đã tham gia vào vấn đề lên ý tưởng, concept và lựa chọn âm nhạc phù hợp ngay từ đầu. Không thể hiện tên trong phần credit không có nghĩa mọi công sức đều bị phủ nhận. Chúng mình là Top Sao Hàn, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên like, share và subscribe để cập nhật những tin tức mới nhất và hot nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.